あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今年は何歳ですか？はい、36になりました。Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với số đếm. Xin chào. はい。ベトナムの数字を聞いたことはありますか？ I don't know. 知らないですか？な、ベトナム語ね。あの、読んでみる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でも、韓国語わかんないんです。教えてください。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お、すごいですね。さあ、中国語なんですか？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。すごいですね。ベティ、チョンティニャ、パラムニューティナ、マドウト、ソカウ、タマ、ゼロ、ソモ、1、これは2は、はい、これは3、これは4。なすぼうね、にもこばけんだ。まだまだこな、4、あ、4、7、7、5、5。6だな、6、6、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、7、ね、7、もう一回7、8、7、7、9、9、もう一回10、về cách đếm thì người ta hay sử dụng yong và nana, người ta hay sử dụng yong và nana hơn. Và chúng ta cũng phát âm lại một lần nữa. Để tổng mỗi cái này, zero, ichi, ni, san, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, zhu. Và chuyển sang số 11 thì chúng ta chỉ việc ghép lại thôi, cũng đơn giản không khó. 11 sẽ là 10 1 10 2 13 14 15 16 17 18 19, và 20 sẽ là 20 20, 30 sẽ là 30 40 50 60 70 80 90, và đến một số 100 sẽ đọc là 100. Bây giờ mình sẽ chỉ cách phân biệt khi nào sử dụng yo, và khi nào sử dụng si yo, và khi nào sử dụng hana, và khi nào sử dụng si chi. Chúng ta sử dụng yo và si trong số đếm. Ví dụ ta đến từ 1 đến 10 thì chúng ta sẽ đếm yo cũng được, si cũng được. Và trong số đếm từ 1 đến 10 thì người ta đếm nana, si chi cũng được. Ví dụ trong số đếm, ví dụ như là chúng ta dùng trong số điện thoại, đếm số điện thoại chẳng hạn, cũng sử dụng như thế. Hay là đếm tiền từ 1 đến 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoặc là cũng có những người đếm như này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngoài ra, yo thì người ta sẽ đếm trong khi mà đếm người, đây kìa, yo nin, 4 người, chứ không phải là yo min nhé. 4 giờ thì sẽ là 4 giờ, được chưa? 4 giờ chứ không phải là 4 giờ, đúng không? 4 giờ, được chưa? 7 thì chúng ta sẽ sử dụng là 7 giờ, 7 giờ, và 7月 này, tháng 7. Người ta không nói là 7 giờ, không sử dụng. Hay là 7月 は使わない. Yeah, về hỏi tuổi thì chúng ta có hai cách hỏi. Cách hỏi thứ nhất đó là Nansai desu ka? Nansai desu ka? Cách hỏi thứ hai Oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Chúng ta có thể thêm từ kotoshi vào đầu câu. Kotoshi là năm nay. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Kotoshi oikutsu desu ka? Ok. Và ngay sau đây thì mình dạy các bạn cách đếm tuổi. Cách đếm tuổi
đơn giản thôi, chúng ta ghép số đếm vào cộng với lại là sai. Sai có nghĩa là tuổi nhá. Một tuổi thì sẽ nói rằng là ít sai, hai ni sai, san sai, yon sai, go sai, rok sai, nana sai, hát sai. Các bạn chú ý nhá, hát sai có biến âm cư sai. Thường thì người ta nói cư sai, nhưng mà cũng có thể nói thành là kyu sai. 10 tuổi đọc là jussai, jussai, hay là jussai cũng được, jussai. Và bắt đầu từ 11 trở lên thì chúng ta cứ ghép lại như thế. Jussai, juni, jussan, juyong, jugo, juroku, jussichi, hay là jussana cũng được, jussachi, jussiu, hay là jussiu. 20 tuổi thì có hai cách nói, cách nói thông dụng nhất mà người ta hay sử dụng nhất đó là hatachi. Hatachi là 20 tuổi nhá, ok. Tuy nhiên trong văn nói thì người ta cũng có thể nói rằng là nizusai, nizusai. 38 tuổi thì sẽ nói như thế nào? Sanju, hatsai. 57 tuổi, goju, nanasai. À, konnichiwa. 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 今年は何歳ですか? はい、36 になりました。 36? 36 です。 Yuhei와? 28 です。 28. Bài học số đếm của chúng ta kết thúc tại đây. Trong clip tiếp theo thì mình sẽ dạy các bạn phần luyện tập cách đọc số đếm, cách đọc số điện thoại và cách đếm số trên 100, bắt đầu từ số trên 100 nhé. Ok. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi chương trình của mình. Chúc các bạn luôn có những giây phút thư giãn thật là vui vẻ thông qua mỗi clip của mình. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh Nihongo no Mori, Dũng Mori của mình, để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Bye bye.